Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ PC phù hợp đối với những bạn đang là streamer này. Các bạn đang cần một bộ PC mang về làm đồ họa kỹ thuật. Đây chính là bộ PC đấy. Và để cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần CPU. CPU sẽ là Core i5 9400 thường. Tại sao không phải Core i5 9400F? Thì về mặt thông số nhá, giống hệt nhau, không điều gì phải bàn cãi cả. Tuy nhiên, đối với CPU Core i5 9400 thường thì nó sẽ có được trang bị card đồ họa tích hợp. Thì với card đồ họa tích hợp của Intel, đối với những bạn đang là streamer này, sự phần mềm OBS ấy, thì nó sẽ hỗ trợ để giảm gánh nặng cho CPU. Hoặc ngoài ra, cụ thể một tí, nếu như bạn nào đang làm kiểu edit video này, làm kiểu công việc editing này qua phần mềm Adobe Premiere thì với card đồ họa tích hợp của Intel nó hỗ trợ cực kỳ nhiều. Rồi, và để đi kèm với CPU Core i5 9400 thường sẽ là card đồ họa GTX 1650 thường. Không phải super gì cả, chỉ là 1650 bình thường mà thôi. Thì đây là một trong những mẫu card đồ họa có thể nói là rẻ nhất của NVIDIA. Bây giờ các bạn có thể mua xét trên tầm giá mới. Thì hiệu năng trên giá thành của nó thì ở mức ổn thôi, chưa mức tốt nhất. Thế nhưng nếu để mua về và sử dụng kiểu làm các công việc liên quan đồ họa các kiểu ấy, thì hoàn toàn ok, không vấn đề gì xảy ra cả. Và main sẽ là B365G Gaming. Nó chỉ dưới dòng F Gaming thôi nhá. Nó cực kỳ ngon, tản nhiệt cho VRM rất tốt. Các bạn nếu như chưa thích với Core i5 9400 thường thì hoàn toàn có thể mua lên thành Core i7 9700 luôn. Hoàn toàn ok và không vấn đề gì cả. Và để tản nhiệt cho CPU Core i5 9400 thường thì mình quyết định sẽ lắp thêm một cái tản nhiệt rời của AD Cooling SE214. Thì tại sao mình sử dụng tản nhiệt stock? Bởi vì nó có tặng kèm tản stock mà. Tuy nhiên, theo như mình thấy ấy, nếu như các bạn là mua một bộ PC về làm việc ấy, các bạn kiểu hay để luôn dưới chân ấy, thì đôi khi trong cái trường hợp mà cây nó hơi bí khí quá chẳng hạn ấy, thì tản nhiệt stock nó sẽ không làm việc tốt nhất được. Thế nên tốt nhất chúng ta cứ lắp cái tản rời đi để kiểu tản nhiệt sao cho hiệu quả nhất. Và ngoài ra, nếu như bạn nâng lên Core i7 thì hoàn toàn không phải thay tản nhiệt làm gì cả, lúc đấy thay CPU thôi, nó nhanh hơn hoàn toàn. Rồi, và RAM 16GB sẽ là một dung lượng rất tốt, 2 thanh 8GB chạy dual channel hoàn toàn ổn. Nếu như bạn nào mà thích dung lượng lớn hơn ấy thì có thể mua thêm 2 thanh nữa để nâng tổng dung lượng lên 32GB. Bên này có 4 khe mà cắm thoải mái luôn. Và SSD theo kèm sẽ là một SSD M2 của PNI, có tốc độ đọc rất cao đến tận 3500 MB/s, có tốc độ ghi đã rơi khoảng hơn 1000 MB/s. Mua về cắm về tại kiểu test các phần mềm ok. Còn nếu như bạn nào mà cần dung lượng lớn hơn ấy thì có thể mua thêm một ổ HDD 1T 2T hoặc thậm chí là nhiều T hơn nữa. Các bạn có nhiều tiền mua bao nhiêu cũng được. Vỏ cây không còn là game mắc như kiểu tất cả các video gần đây nữa, mà là vỏ cây mới đến từ Sharma. Thì với cái vỏ cây này ấy, ngoài việc nó có thiết kế đẹp ra, và các bạn sẽ tặng kèm sẵn 3 quạt tản nhiệt luôn. Đấy, 1, 2, 3 quạt này. Và nếu như bạn cảm thấy 3 quạt vẫn còn hơi ít thì có thể mua thêm một cái kit fan nữa, 3 quạt nữa lắp vào, hoàn toàn ok, không vấn đề gì cả. Rồi ok, thì đây là phần giới thiệu cái bộ PC này. Bây giờ sẽ là phần trải nghiệm bộ PC này. Thì mình sẽ test qua một số các phần mềm về đồ họa cũng như test qua về Adobe để cho anh em thấy một cái nhìn trực quan nhất về bộ PC làm việc này nhé. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. A single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding.
Các bạn đánh giá sao về phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi? Thì đây là bộ PC có mức giá rơi khoảng độ 15 triệu đồng. Các bạn mua về và sử dụng thôi. Đã được trang bị sẵn là nhiệt rời này, 3 quạt tặng kèm. Và nếu như các bạn đã sẵn sàng chi hầu bao cho em nó thì đường link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video. Các bạn có thể click vào nếu cảm thấy hứng thú. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube và ấn phát commenter để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.